Bữa ăn đủ thịt đủ rau của hơn 100 em học sinh làng Nủ sau những ngày bão lũ thiếu thực phẩm. Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đón thêm 40 em học sinh từ điểm trường làng Nủ ra học tại điểm trường chính. Bữa ăn bán trú ở ngôi trường vì thế tăng lên hơn 150 em. Trường quá tải, học sinh chưa có chế độ bán trú, nhưng các thầy cô không ngại vất vả lo thêm bữa ăn cho các em. Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, Phạm Đức Vinh cho hay, để nhanh chóng ổn định đời sống, tâm lý cho học sinh, nhà trường đưa các em từ làng Nủ ra điểm trường trung tâm. Trước đó, các thầy cô đã dọn một số phòng chức năng để làm phòng ở cho học sinh. Nhưng do khu nhà ăn quá tải nên các em chia thành 2 ca mới đủ chỗ ăn trưa. Nguồn thực phẩm hiện tại được các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Nhà trường đã họp phụ huynh học sinh thống nhất, có gì ăn nấy. Trong bối cảnh đang dồn sức khắc phục bão lũ, việc quan trọng nhất là có chỗ ở an toàn cho học sinh. Nguồn thực phẩm hiện tại được ủng hộ, nhưng về lâu dài, nhà trường đã đề nghị cơ quan chức năng huyện Bảo Yên xem xét bổ sung chế độ cho các em. Nguồn thực phẩm sau lũ khan hiếm, thầy cô phải mua lợn của người dân về mổ làm thức ăn, rau xanh do các đoàn tình nguyện cung cấp.